Ngày 18 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Cairo của Ai Cập và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi trong nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông. Mỹ nhấn mạnh cách duy nhất để chấm dứt xung đột Israel-Palestine là thông qua đàm phán theo giải pháp hai nhà nước chung sống cạnh nhau với các điểm biên giới được công nhận. Tuy nhiên, Washington cho rằng chưa đến lúc để nối lại đối thoại trực tiếp giữa hai bên mà ưu tiên cho việc vận động để xây dựng lòng tin và giảm bạo lực. Trong khi đó, một số nước đã nản lòng với cách tiếp cận trên. Pháp và giờ đây là Ai Cập đã đề xuất nối lại các nỗ lực càng sớm càng tốt nhằm tìm một thỏa thuận cuối cùng. Trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, ngày 17 tháng 5, Tổng thống Ai Cập al-Sisi đã hối thúc Israel và Palestine nắm bắt cái mà ông gọi là cơ hội thực sự, đồng thời hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Ai Cập và Israel được ký kết năm 1979. Những người ủng hộ tiến trình hòa bình càng thất vọng khi Israel liên tiếp cho xây dựng các nhà định cư trên các phần đất chiếm đóng của người Palestine, trong khi bạo lực gây thương vong giữa người Palestine và người Israel vẫn tiếp diễn thường xuyên.